Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 hàng năm để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6. Hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo năm 2023, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày tài liệu về biển đảo tại không gian phòng đọc tổng hợp của thư viện. Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày gần 500 tài liệu về biển đảo. Nội dung các tài liệu tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo, các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đảo và đại dương, của tài nguyên môi trường biển đảo. Trong số này có nhiều tài liệu về biển đảo Bà Rịa Vũng Tàu như Bà Rịa Vũng Tàu, Đất và Người, Côn Đảo Anh Hùng, Biển Đông Dậy Sóng, Côn Đảo Hồn Thiên Nước Việt, Côn Đảo Biển Trời Thiêng Liêng, Tài Nguyên Đa Dạng. Trưng bày sẽ diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 6 năm 2023.